Xin chào cả nhà. Hôm trước các bạn nào hỏi mình là không biết lúc nào là hít vào, lúc nào là thở ra và cảm thấy rất là căng thẳng ấy, thì hôm nay Hằng xin trả lời với mọi người là không có một cái quy định nào là lúc nào thì hít vào, lúc nào thì thở ra, tại vì nó còn đi theo cái chuỗi bài tập của mình nữa. Theo như là Hằng được học về giải phẫu thì là trong yoga thì cứ khi nào cuộc sống thẳng là hít, gặp cuộc sống lại thì thở, thì chỉ có khi nào mình tập chậm thì mình mới điều khiển được hơi thở và mình mới kiểm soát được cái lúc nào là cuộc sống thẳng, lúc nào là cuộc sống gập. Nhưng mà không phải lúc nào có những cái tư thế nó vẫn gập nhưng vẫn phải hít vào và thở ra. Thì lại có thêm một cái, ngày xưa Hằng học huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ ấy, thì liên đoàn thể dục thể thao lại dạy Hằng là khi nào phải dùng lực của cơ thể thì là thở ra, cái đấy gọi là cộng lực. Ví dụ như là khi mình phải tập bụng chẳng hạn, hoặc những cái bài thể lực chẳng hạn, thì chắc chắn là phải có những cái lúc để dùng lực của cơ thể để kéo tư thế thì lúc ấy thở ra, tại vì thở là trọng lực, hít là lỏng, thở là chậm. Thì khi nào mình phải dùng lực để kéo một vật hoặc dùng lực để kéo một tư thế thì lúc đấy là thở ra nha các bạn nhé. Nghĩa là không có định nghĩa là lúc nào thì hít, lúc nào thì thở. Nên là ví dụ chỉ có yoga nó mới có hít thở theo cùng các tư thế, tại vì yoga tập chậm. Chỉ khi nào bạn tập chậm bạn mới kiểm soát được là lúc nào hít, lúc nào thở. Mình nhắc lại này, khi nào cuộc sống thẳng, duỗi cuộc sống ra thì hít, gập cuộc sống lại thì thở. Thì chỉ khi nào mình tập chậm mình mới làm được điều đấy. Và khi nào tập những bài thể lực hay những bài tập bụng thì khi nào dùng lực của cơ thể thì thở ra. Đấy, thở ra. Thở là động lực, hít là lỏng. Thế khi bạn dùng lực, ví dụ bạn tập bụng đi, bạn phải rút cái bụng lại, co cái cơ lại, nhưng bạn lại hít thế là nó động thái, nó lỏng, thì bạn không thể nào bạn kéo được tư thế. Cái đấy gọi là cộng lực. Đấy, thì để mà cái yoga là tập để cho tâm trí là nhiều hơn, thì bạn những người mới, thường những người mới hay hỏi cái câu và rất là hay sợ là lúc nào hít, lúc nào thở. Hôm trước mình có nói giải thích là về cái chuyện hít thở đấy, là mình cứ thả lỏng ra, hít thở tự do, chủ yếu là cho cái tâm trí mình này nó được lới lỏng. Khi mà bạn căng thẳng, bạn cứ chăm chăm vào không biết lúc nào hít, lúc nào thở là tự nhiên nó bị cô đọng là cái năng lượng. Ví dụ mình mới giải thích ở cái bài nghệ thuật thư giãn ấy, khi mà bạn căng thẳng thì nó làm cho cô đặc lại cái nguồn năng lượng đấy, nó không có trôi chảy được. Thì chỉ có thả lỏng ra nó mới trôi chảy, nó mới đi theo cái dòng chảy lại. Đấy thì sao Hằng mới có cái kỳ là mệt nghỉ khó bỏ qua, đau dừng lại, là giúp các bạn hãy thư thái tập yoga một cách là thư thái nhất. Và để muốn biết là mình tập yoga đã chuẩn chưa, đã thoải mái chưa, là cuối giờ tập bạn phải cảm thấy bạn rất là thoải mái, thì có nghĩa là bạn đang tập đúng. Và bạn mới, bạn đừng quan tâm đến chuyện hít thở. Riêng Hằng là nó có nhá, điều thân nhá, điều khí rồi điều tâm, thì nó phải đi theo quy trình đấy. Đầu tiên bạn phải tập các tư thế, các động tác cái cho nó chuẩn đi đã. Sau đấy quen các tư thế động tác, bạn không còn phải biết đặt chân đặt tay ở chỗ nào, bạn không còn phải căng thẳng cái điều đấy nữa. Thế bắt đầu bạn mới chú tâm vào là duỗi cuộc sống ra thì hít, gập cuộc sống vào thì thở. Đấy, xong khi nào mà mình nhuần nhuyễn được cái kiểu hít thở đấy, bắt đầu phải đến thả lỏng nhé các bạn nhé. Điều tâm nó phải có quy trình, giống như một đứa trẻ 3 tháng biết lẫy, 9 tháng biết bò, rồi 10 tháng lò gió biết đi chẳng hạn. Thế tập luyện cũng thế, con người của mình cơ mà, nó không phải cần có cho quá trình gân cơ xương khớp và được làm quen với những cái vận động mạnh của mình như này, cái khối cơ nó cũng phải được xây dựng lại, nó mềm dẻo ra. Đây là các bạn hãy cứ thả lỏng ra. Còn những bạn cũ nào thì điều chỉnh bằng cách là nhớ nhá, cuộc sống duỗi thì hít này, cuộc sống gập thì thở này, còn khi tập bụng này, khi nào dùng lực thì thở ra. Tập gym hay các môn khác họ có hít hít thở đâu, họ bằng tờ bản năng, cảm thấy mệt thì rút bụng thở hết ra. Xin chúc các bạn đã thành công trong tập luyện yoga, làm sao mình cảm thấy càng tập mình cảm thấy cái gương mặt của mình đã phải thư thái cơ. Xin chào mọi người.